Ô, bạn chơi đá gì mà nhìn hay thế? Ủa, đá đầm cái gì? Đây là tinh thể muối mà bạn. Mê hóa ấy, mà chưa nuôi tinh thể, chưa gọi là mê đâu bạn ạ. Ui giời, trông đã thấy khó làm rồi. Đam mê xong còn phải khéo tay nữa ấy chứ. À không, đơn giản đấy mà. Đây, tôi có cái bộ kit nuôi tinh thể này. Trẻ con cấp 1, cấp 2 còn chơi được nữa nè. Rất an toàn mà lại dễ chơi, dễ trúng thưởng. Đây, tôi thị phạm cho bạn xem. Thì trong bộ kit này đã có đầy đủ dụng cụ để mình nuôi tinh thể rồi. Đây các bạn xem. Đầu tiên đó chính là cốc đong này. Đây là cái hộp để mình đựng tinh thể sau khi thành công. Còn đầy đủ cả que khuấy, phẩm màu này. Có cả giấy hướng dẫn nữa. Nhưng thôi, để trực quan, hôm nay mình hướng dẫn luôn. Và quan trọng nhất ý, chính là đây, phôi mầm các bạn ạ. Và cái muối này, muối KDP, là viết tắt của kali dihydrophosphate. Đây chính là muối mình sẽ sử dụng để nuôi tinh thể đấy các bạn. Thế đầu tiên là hòa tan cái muối này à bạn? Ừ đúng rồi, nhưng phải bằng nước sôi đấy nhá. Đây, một gói này là 100g muối KDP. Mình sẽ đổ ra một cốc, hòa tan bằng 250ml nước sôi. Đổ xem. Mình ngoáy hòa tan thôi. Sau khi đã hòa tan thì bước tiếp theo mình sẽ thả cái phôi mầm này vào. Phôi mầm này nó được làm từ hỗn hợp thạch cao và muối KDP. Các tinh thể khi kết tinh từ dung dịch nó sẽ bám vào cái mầm này và to dần ra đấy. Ơ thế cái hiện tượng kết tinh này là sao hả bạn? Tại sao lại thế? À, kiến thức lớp 8 thôi. Mỗi muối nó có một cái độ tan nhất định và cũng phụ thuộc vào nhiệt độ của dung môi nữa. Như khi nãy mình dùng nước nóng thì sẽ hòa tan được một lượng muối KDP nhiều hơn so với nước lạnh và tạo thành một dung dịch siêu bão hòa. Nhưng khi để nguội, độ tan giảm xuống làm cho chất tan kết tinh lại thành chất rắn và đó chính là tinh thể đấy. Nhưng nuôi tinh thể như này thì phải mất vài ngày mới đẹp được. Thế thôi, mai quay tiếp bạn nhé. Vậy là sau 24 tiếng, các bạn hãy cùng xem tinh thể nó đã kết tinh đến đâu rồi. Đấy, các tinh thể muối đã hình thành rất nhiều, cả ở phôi mầm và cả ở thành cốc nữa. Như thế này là hơi lãng phí, mình chỉ cần tập trung vào cái phôi mầm thôi. Cho nên mình sẽ đổ dung dịch và nuôi sang một cái cốc mới. Ở giai đoạn này thì mình sẽ bắt đầu thêm phẩm màu vào để cái tinh thể lên màu cho nó đẹp. Và có một mẹo rất là hay, mình sẽ cho vào đây vài giọt dung dịch phèn chua bão hòa. Phèn chua này sẽ làm cho tinh thể của mình nhọn và phát triển cao hơn đấy. Và mình sẽ lấy cái phôi mầm trong này của mình ra, để đi vài cái thừa thừa đi. Và lại thả sang bên này để nuôi tiếp. A few moments later. Rồi, thành quả sau một tuần đấy các bạn. Cái cốc dung dịch này nó đã cạn đi rất nhiều sau một tuần nuôi. Và tinh thể thừa bám ở viền đầy đây này. Còn đây, tinh thể chính mình đã vớt ra, lau khô đây rồi. Trông rất đẹp luôn. Cái mầm thì mình cũng đã cậy ra rồi, nhìn cho nó rõ. Đấy các bạn thấy, tinh thể lên rất dày. Và những cái góc cạnh nó rất đẹp. Tinh thể nó mập, nó to. Như thế này là mình đã có thể đem đi trưng bày được rồi đấy. Nhìn như đã quý nhỉ. Còn cái dung dịch này thì mình đem đổ đi bình thường thôi, vì nó an toàn và vô hại với da tay. Thậm chí đem tới cây cũng tốt, vì nó như một kiểu phân bón kali phốt pho thôi mà. Hay quá nhỉ, mà lại còn dễ làm nữa chứ. Cái bộ kit này ở đâu ra đấy bạn? À, của Cristella bạn ạ. Tôi có cậu em sáng lập ra cái nhóm chơi tinh thể này, là một cái cộng đồng để kết nối những người có cùng đam mê ấy. Cậu ấy nghĩ ra bộ kit nhỏ gọn tiện lợi này để những người mới có thể dễ dàng nhập môn. Hay nó cũng như một món đồ chơi kiểu chơi mà học dành cho các bạn học sinh nữa. Nên mọi người ai quan tâm nhớ ủng hộ cậu em mình nhé.